Hiện tại cái vị trí Hùng đang đứng đây thuộc tại xã Ninh Lộc, thuộc thị xã Ninh Hòa nha quý cô chú anh chị. Từ đây thì cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ 15 tới 20 phút di chuyển thôi. Cái vị trí Hùng đang đứng đây, cái quốc lộ 1A chỉ tầm chưa tới 500 m. Cô chú anh chị ha, đường thì xe ô tô thấp thì đi hơi khó khăn một xíu thôi, còn những xe ô tô gầm cao thì đi là rất là thuận tiện luôn. Ngay tại đây Hùng có một cái bất động sản muốn gửi tới cho quý cô chú anh chị có thể là tham khảo đầu tư làm vườn anh chị ha, làm farm home cũng rất là thuận tiện luôn. Bên phía tay trái Hùng đây này anh chị này, đó chính là một cái vườn xoài hơn 8.000 m² anh chị ha. Đường trước mình, đường trước đất của mình hiện trạng là đường đất thôi, nhưng đường này thì sau này chúng ta có thể là cải tạo đổ bê tông thì xe ô tô đi chuyển rất là thoải mái luôn nha anh chị. Và bây giờ thì để giúp cho cô chú anh chị chúng ta hình dung rõ hơn về cái bất động sản này có những cái ưu điểm gì và có những cái nhược điểm gì để cho cô chú anh chị dễ hình dung hơn nha. Rồi xin mời cô chú anh chị ạ. Đây bây giờ Hùng sẽ quay một vòng cho cô chú anh chị chúng ta rõ này. Đây là cái vườn xoài này, anh chị ha, vườn xoài này cũng tương đối là lớn rồi này. Vườn xoài này có điều đầy đủ hết chị ha, bởi vì cô chú giờ không canh tác nữa cho nên để lại là cây cối hơi bị rậm rạp một xíu anh chị nha. Đó, đây đất của mình là vừa có độ bằng, vừa có độ thoải luôn, vừa có cái dốc, chúng ta có thể là chơi view được. View phía mình đây chính là đầm Nha Phu này anh chị này. Đây là cái đầm chị ha, mở rộng tầm nhìn ra ngoài kia chính là biển Đông chị này. Đó đúng rồi, đó, ở đây thì có rất nhiều loại chim anh chị nha, chim rồi sóc rồi rất là thuận tiện luôn. Đó phía xa xa bên kia kìa anh chị, đó theo cái hướng tây của Hùng chị đó, đó chính là quốc lộ 1A ha. Đi thẳng ra đó thì chúng ta sẽ đi ra là thị xã Ninh Hòa, đi ra Hà Nội anh chị nha. Đó, khí hậu ở đây rất là mát mẻ anh chị nha, trong lành luôn, chim kêu vượn hót tuyệt vời luôn. Cách quốc lộ 1A chỉ tầm có chưa tới 500 m nữa, đường ô tô thoải mái, sổ sách đầy đủ hết nha cô chú anh chị. Đây đó, đây mặt tiền đường dài miên man luôn chị nha. Đất của mình là vừa có độ bằng, vừa có độ bằng vừa có view, cho nên rất thích hợp chúng ta có thể là làm những cái homestay hay là những cái farm home để chúng ta có thể là vừa chơi đúng không, vừa chơi vừa đầu tư anh chị. Rồi quý cô chú anh chị nào mong muốn tìm hiểu kỹ hơn có thể là inbox Hùng, Hùng sẽ gửi thêm thông tin cho cô chú anh chị chúng ta có thể là tham khảo nha. Rồi xin cảm ơn cô chú anh chị ạ. Quan tâm có thể cái bóc Hùng, Hùng chỉ gửi thêm thông tin cho cô chú anh chị chúng ta cùng tham khảo nha. Rồi xin cảm ơn các cô chú anh chị ạ.